Chào các em. Hôm nay trong video này, cô sẽ hướng dẫn các em cách chúng ta cài đặt và sử dụng Microsoft Teams trên điện thoại. Trong video này, cô sẽ hướng dẫn các em cách chúng ta cài đặt trên điện thoại chứa hệ điều hành Android. Chúng ta cùng bắt đầu thôi nào. Đầu tiên, chúng ta sẽ vào cửa sổ ứng dụng. Chúng ta vào CH Play. Sau đó, chúng ta sẽ gõ từ khóa Microsoft Teams. Tiếp theo chúng ta nhấn vào cài đặt. Quá trình cài đặt đang được tiến hành. Sau khi việc cài đặt xong, chúng ta nhấn vào nút mở. Tại đây, chúng ta sẽ tiến hành đăng nhập. Trong cửa sổ đăng nhập này, chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành nhập mật khẩu. Đây là những màn hình giới thiệu về Microsoft Teams. Chúng ta nhấn tiếp theo, sau đó chúng ta nhấn OK. Xin chào mừng bạn đã đến với Microsoft Teams. Đây là các cửa sổ. Đây là giao diện Microsoft Teams trên điện thoại. Nó cũng sẽ có những chức năng giống như trên máy tính. Chúng ta tìm hiểu qua các chức năng. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy có những tab sau. Thứ nhất là tab hoạt động. Trong tab này sẽ chứa tất cả các hoạt động thông báo liên quan tới nhóm mà sinh viên đang tham gia. Tiếp theo trong tab trò chuyện là cho phép chúng ta hiển thị các cuộc hội thoại, trò chuyện của các nhóm mà sinh viên đang tham gia. Trong tab trò chuyện này, chúng ta sẽ thấy một cái nút tròn có hình cây bút. Chúng ta nhấn vào đây. Tại cửa sổ này, chúng ta sẽ có thể nhập bất kỳ một cuộc trò chuyện mới nào đến một sinh viên khác để chúng ta bắt đầu một cuộc trò chuyện mới. Chúng ta tiến hành nhập. Chúng ta cũng có thể gửi ảnh, đúng không ạ? Chúng ta nhấn vào đây để gửi ảnh. Chúng ta sẽ chọn các cái phần ảnh VIP hoặc là viết chữ, tạo kiểu cho chữ, hoặc là chúng ta cũng có thể là chèn form và chèn các ứng dụng khác nữa. Sau khi chúng ta nhấn soạn thảo xong, chúng ta sẽ nhấn vào một mũi tên hình. Chúng ta sẽ nhấn vào mũi tên phía cuối ở bên góc phải. Hoặc là chúng ta cũng có thể là tiến hành gọi điện
đúng không ạ? Gọi điện thoại hoặc là chúng ta gọi bằng video call cho bạn của chúng ta. Tiếp theo, trong tab nhóm, sinh viên trong mục nhóm này là sẽ cho phép chúng ta xem và quản lý nhóm mà sinh viên đang tham gia. Như vậy, khi giáo viên tạo một nhóm mới có chứa sinh viên A thì tự động trong mục này, trong mục nhóm của sinh viên A sẽ xuất hiện nhóm liên quan. Tại đây chúng ta có thể là nhấn vào mục tìm kiếm nhóm. Và nút ba chấm này chúng ta có thể tự động chúng ta có thể tạo ra một nhóm mới cho chúng ta. Hoặc là chúng ta có thể tham gia nhóm bằng mã khi mà giáo viên gửi cho chúng ta một mã. Chúng ta sẽ nhập cái mã này và nhấn vào tham gia. Khi đó chúng ta sẽ được vào nhóm đó với tư cách là thành viên. Tiếp theo trong mục bài tập, các bạn sẽ thấy tại mục này sinh viên sẽ tiến hành làm bài tập và gửi bài tập theo yêu cầu của giáo viên. Trong này sẽ chứa tất cả các nhóm lớp học. Khi bạn muốn vào làm bài tập của nhóm nào thì bạn sẽ tiến hành nhấn vào nhóm đó và chúng ta tiến hành làm bài tập. Vậy thì cách thức chúng ta làm bài tập như thế nào và gửi bài tập cho giáo viên như thế nào, cô sẽ hướng dẫn các bạn ở clip sau. Tiếp theo đó chính là táp lịch. Trên táp lịch này, nó sẽ hiển thị chi tiết các lịch học của sinh viên mà giáo viên đã tạo. Và khi giáo viên tạo một lịch có chứa sinh viên A trong lớp học đó, thì tự động trong lịch của sinh viên A cũng sẽ chứa lịch học này. Và các bạn lưu ý, khi đến tiết học của chúng ta, vậy thì chúng ta sẽ phải vào tab lịch này. Trên điện thoại nhé, chúng ta lưu ý trên điện thoại, chúng ta sẽ phải vào tab lịch này và chúng ta chọn tới cái lớp học tương ứng và chúng ta nhấn vào nút tham gia ở đây. Được chưa ạ? Chúng ta nhấn vào nút tham gia. Nhưng nếu mà các bạn sử dụng trên điện thoại, xin lỗi, nếu các bạn sử dụng trong trên máy tính thì cũng có thể tham gia bằng hai hình thức, tức là chúng ta vào nhóm và chúng ta vào lịch thì đầu chúng ta nhấn vào tham gia được. Tuy nhiên lưu ý ở trên điện thoại là chúng ta sẽ vào lịch, sau đó chúng ta chọn tham gia. Sinh viên cũng có thể tạo những cái lịch cho riêng mình với một nhóm, một số sinh viên khác để chúng ta tạo lịch, chúng ta họp nhóm riêng bằng cách chúng ta nhấn vào tạo lịch. Thì những cái phần này tôi sẽ hướng dẫn các bạn trong những cái phần sau. Giao diện phía trên chúng ta sẽ nhìn thấy đó là nút gạch. Những cái gạch ba chấm này thì nó sẽ hiển thị ở các chế độ cái chúng ta cài đặt cái trạng thái của tài khoản. Ví dụ chúng ta có thể thiết lập các trạng thái ở đây. Chúng ta đặt lại thông báo. Như vậy là cô vừa hướng dẫn cho các bạn cái cách chúng ta cài đặt và chúng ta tìm hiểu cơ bản về giao diện, những chức năng chính trên giao diện của Microsoft Teams trên điện thoại. Hy vọng các bạn sẽ tiếp cận với phần mềm này một cách nhanh chóng và tham gia vào lớp học. Xin chào tất cả các bạn.